Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Nasalis được sản xuất tại PB Faco. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Nasalis cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của NASALIS Tân di hoa 80mg Thương nhĩ tử 150mg Kim ngân 150mg Địa hoàng 150mg Hoàng cầm 120mg Huyền sâm 120mg Mạch môn 120mg Đan bì 120mg Tá dược vừa đủ một viên Công dụng đến chỉ định của NASALIS Đặc trị viêm xoang, viêm mũi mãn tính, viêm đa xoang với các triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi, đau đầu, chóng mặt, nhức thái dương, hàm trên, sau gáy, hốc mắt, chảy mủ hôi tanh Đặc trị sổ mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi, hát hơi Dị ứng do thay đổi thời tiết, khói bụi, nấm mốc, phấn hoa. Cách dùng và liều dùng của NASALIS. Người lớn uống 4 đến 6 viên một lần 13 lần một ngày. Trẻ em uống 2 đến 3 viên một lần 13 lần một ngày. Chống chỉ định khi dùng NASALIS. Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Thận trọng khi sử dụng NASALIS. Người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của NASALIS không được sử dụng. Nếu bệnh nhân bị dị ứng phải nói cho dược sĩ hoặc bác sĩ biết ngay lập tức. Sử trí khi quên liều NASALIS. Dùng liều đó ngay khi nhớ ra. Không dùng liều thứ hai để bù cho liều mà bạn có thể đã bỏ lỡ. Chỉ cần tiếp tục với liều tiếp theo. Sử trí khi quá liều NASALIS. Nếu có bất kỳ phản ứng phụ nào như nôn mửa, Đau bụng hay nổi mẩn nhiều phải lập tức đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất kiểm tra và cấp cứu. Tác dụng phụ khi sử dụng NASALIS. Sản phẩm hầu như không gây ra các tác dụng không mong muốn nghiêm trọng nào. Đối với những người dị ứng với các thành phần trong thuốc có thể gặp các phản ứng quá mẫn. Bạn nên thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi thấy các dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng sản phẩm. Phụ nữ có thai và cho con bú có dùng NASALIS được không? phụ nữ có thai nên thận trọng khi sử dụng sản phẩm vì chưa có nghiên cứu về tác hại của sản phẩm đối với cả mẹ và thai nhi chỉ sử dụng sản phẩm khi được bác sĩ chỉ định không có nghiên cứu về sự ảnh hưởng của thuốc đối với bà mẹ đang cho con bú sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc sản phẩm không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc tương tác với các sản phẩm khác Sản phẩm NASALIS hầu như không xảy ra tương tác khi sử dụng kèm các sản phẩm khác bởi thành phần của NASALIS là những hoạt chất khá lành tính với bệnh nhân. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm NASALIS, đồng thời biết cách sử dụng NASALIS sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.